rồi, cái kim tiền là có 4 loại tất cả ấy nhá. Cái này loại này là loại to thứ hai ạ. Cái chiều cao đấy ạ. 1 2 3 tầm được 60. Còn cái đường kính gốc của nó là 1 2 gần 40 ạ. Đây là cái loại to thứ hai ạ. Tất cả các cái khu cây như này là đều ở cái lô to thứ hai ạ. Cây rất to luôn. Rất to, rất đẹp luôn. Còn đâu chọn thì em sẽ chọn cho anh cái bụi thật đẹp. Còn đây ạ, loại to nhất đây ạ. Đây là loại thứ hai ạ. Loại to nhất đây. Cái cái bụi nó rất là to như này ạ. Đây, ví dụ như cây này. Đường kính này, 1 2 này. Trên 40. Chiều cao của cái cây này thì nó cũng sẽ dài hơn ạ. 1 2 này, 3 4 được khoảng tầm 80. Bụi to lắm ạ. Đấy. Đây là cái loại thứ hai ạ. Đây anh sẽ nhìn ở đây thì sẽ nhìn thấy cái loại to và loại bé trên cùng một khuôn hình thì sẽ hình dung dễ hơn. Đó, loại to và loại bé đấy ạ. Đây. Đây. Loại thứ nhất, thứ hai ạ. Loại này là loại thứ ba đây ạ. Loại thứ ba là những cái cây này thì hay là làm những cái chậu để bàn. Cao 1 2 3 nó cũng phải tầm được 60 cm. Một cái bụi là một cái chậu như này. Loại thứ ba. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái bụi cây kim tiền các loại to nhỏ thì vui lòng alo số điện thoại là 097 797 3535 bạn nhá. Là cái loại thứ tư. Loại thứ tư thì đường kính nó khoảng tầm 25. Cây cao 1 2 3 cũng được tầm 60 cm ạ.